Rồi chúng ta đến với cả trận đấu thứ hai. Bên phía đôi bạn là Greg và Chocson. Bên mình có một AC của Tiểu Bạch Long. Còn Bi cầm Minoan. Minoan AC, Greg Chocson. Liệu có cửa nào cho bên phía đôi bạn không? Chỉ còn cửa sổ thôi. Euro Window hân hạnh tài trợ chương trình này. Bãi quả đầu 6 cây dành cho Bibi. Chúng ta chuyển sang mình máy của Tiểu Bạch Long AC xem nào. Nghe ông nuôi bán. Bài AC đã có voi rồi. Hai bãi vàng nằm khá sát nhau, thế nhà có hai cánh rừng, một cánh rừng già, một cánh rừng thông. Quan trọng bây giờ là đồ thôi. Nói chung là AC nhìn thấy nhiều rừng và có một con voi và bầy hiêu như này là tôi thấy cũng mát lòng rồi. Chúng ta chuyển sang mình máy của game thủ Tiểu Bạch Long đi, của BB đi. 9/12. Và buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh sóng Game TV 1 sẽ là kèo đấu giao hữu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Vẫn sẽ là những kèo đấu random thôi. Có cả kèo đấu 33 random. Đại diện của bên phía Việt Nam là Chim Sẻ N1 Chipboy thì phải. Còn 3 game thủ bên phía Trung Quốc, theo tôi nhớ không nhầm là có Xe Long. Còn 2 game thủ còn lại thì tôi không nhớ rõ nữa, các bạn có thể lên trang chủ của Game TV để cập nhật. GameTV.vn. Và tối nay sẽ là 6:30 trên kênh sóng của Game TV. Ở một cái kèo đấu 22 như thế này, khi mà BB đá cặp với Tiểu Bạch Long thì tôi vẫn yên tâm nhất khi mà BB cầm cung. Còn cho anh Tiểu Bạch Long cầm chém đi. Anh mà chém tốt thì không cần phải bàn bạc thì quá nhiều rồi. Còn khi mà anh chém đuối một tí thì anh hoàn toàn có thể giữ chém và đi móc máy mất tay thôi, thì cũng đã là một cái gì đó hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ở thời điểm hiện tại thì đã qua thời kỳ đỉnh cao của anh Tiểu Bạch Long, nên chúng ta cũng không hy vọng ở anh quá nhiều nữa. Sắp tới thì Team Awe Thái Bình cũng sẽ có một đội quay phát riêng và có một trang thông tin riêng, thông tin chính thức riêng. Thì mong các quý vị khán giả fan của Đế Chế và fan của các game thủ của team Thái Bình hoàn toàn có thể ủng hộ. Sẽ là bộ máy quay phát và kỹ thuật viên tất cả đều là người Thái Bình cả, và các ông bầu cũng như quản lý. Ngoài lề một chút thì team Awe Thái Bình ở những năm trước đây thì là một team rất mạnh. Khi mà còn trong đội hình còn là những game thủ như là Tiểu Bạch Long, Tôm, Hoàng Lan hay là Gunny, và có một game thủ cầm chủ lực nữa là anh Việt BM. Thì bây giờ anh Việt BM anh giải nghệ rồi, anh không còn chơi Đế Chế nữa. Khi mà có một chấn thương, một chấn thương khá nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp đánh Đế Chế của anh, thì anh đã quyết định giải nghệ. Cũng khá đáng tiếc khi mà Việt BM là một game thủ rất toàn diện. Các bạn thấy là thời còn đỉnh cao thì cả những trận đấu solo lẫn những trận đấu đánh 4-4 thì Việt BM vẫn cũng được đánh giá rất cao. Đặc biệt là phong cách cầm chủ lực của Việt BM. Mic được không? Mic được không? Người dân chơi đứng chơi nhà chính kìa. Mở một đến đời rất sớm, bạn thấy là vừa rồi Bi có một tên xoay tham la. là một mình một vạch, tức là game thủ với lớp. Bên phía đội bạn là Chocson và Greg. Nếu mà so sánh với cả Việt BM và Yugi thì ở thời kỳ đỉnh cao thì hai game thủ đó khi cầm chủ lực là ngang phèo. Nhưng xét về tuổi đời thì Việt BM trẻ hơn rất nhiều. Sinh năm 1992. Rồi, quay trở lại trận đấu thôi khi mà đã lan man khá nhiều rồi. Tạm lại 23/36 cùng cánh với game thủ 1, game thủ chán đời. Như vậy là game thủ 1 là Greg. Con giò của Bi vẫn chưa có công giáp gì cả. Rồi một tân về E rất thay đến từ Bi, rất nhạy cảm và bắt được con giò của M1. M1 chết giò. Chúng ta đảo một chút với mảnh máy của Tiểu Bạch Long đi. Anh Tiểu Bạch Long 27 vẫn còn nguyên. Quay lại với Bi, soi timeline. Đã có chém di chuyển đến. Và nhà Bi kín chưa? Bi kín rồi. Đóng 1P không? Chắc chắn nó phải đóng P. Khi bên phía đôi bạn là 2 chém. Nó mà nhìn thấy cái ruộng này nó đi, nó phải E thôi. Con giò mới chịu có công thôi. Đang đi ruộng của game thủ Bi. Bi cần cẩn thận. Lan nữa sẽ là 3 con chém. Chủ động vẩy E trong. Rồi, rất nhanh. Bạn có thể thấy là khi mà các game thủ thủ nhà hay, ví dụ như Bibi hoặc Chim Sẻ, thì họ vẫn có một sự chủ động rất nhất định và rất chắc cốp. Họ không có những tình huống mà 5-3 năm thua, không có những tình huống mà cố gắng về E, cố gắng sửa nhà, mà họ sẽ cố gắng là lùi lại giật E, lùi lại để bo E lại, hoặc là cử những con dân, nhiều dân ra gần những khu vực yếu của mình để sửa. Rất chủ động và chắc chắn là Bi sẽ thủ được tên này thôi. Khi bên trong đã có 1P. M1 vẫn đang cố gắng công vào nhà của Bi, vẫn đang chi chít E. Về lớp làm gì đây? Về lớp vẫn đang rất bối rối, vẫn chưa được vào nhà của Bi. Còn ở trong thì đã có P rồi. Cẩn thận dừng hở, cẩn thận dừng hở em ơi. 2P. Và Greg đang biếu chém cho Bi. Vậy tơn hơi chậm một chút nhưng không sao, phù đỏ thì vẫn sẽ được thôi. Phù đỏ nào, 3 con chém rồi, 4 con chém đi, 4 con. Như vậy là không sao đâu, tơn này vẫn không quá lo ngại khi mà bên mình, khi mình đã phù được 4 con chém rồi, 4 con chém bên phía đôi bạn. 5 con đi, 5 nào. Và các game thủ Hà Nội đã đi sai, tỷ số là 1-1 trong set đấu thứ hai. Các bạn cùng chờ đợi đến với trận đấu bản lề. AC của Tiểu Bạch Long chưa kịp thi đấu.